Lối đi chính tiện lợi nhất nối giữa làng Định Công và khu đô thị mới Định Công giờ đã bị chặn lại bằng tường rào bê tông. Ông Chính cho biết bức tường rào kéo dài hàng trăm mét được dựng lên cuối tháng 4 vừa rồi. Tuyến đường đôi đã được trải nhựa, bà con đã sử dụng để di chuyển thuận tiện 3 đến 4 năm nay. Vậy mà chủ đầu tư lại đột nhiên cho ngăn rào ngay chính giữa giải phân cách, ngăn đôi con đường. Cư dân bên kia chúng tôi nếu như cái điểm giao thông này mà không bị đóng như thế này, mà chúng tôi chỉ đi qua cái nút giao thông này sang cây xăng, thì có người đi khoảng 30 mét, có người khoảng 5-60 mét là mua được một bình xăng. Nhưng bây giờ nút giao thông này bị đóng lại như thế này, chúng tôi phải đi vòng xuống tận dưới cầu Định Công bên kia mới quay ngược cả lên, thì cái đoạn đường đó nó dài khoảng 2 cây số. Dân của làng Định Công chúng tôi là khoảng hơn 1.600 hộ dân. Thế cộng thêm cái khu đô thị này thì còn phải gấp mấy lần lên nữa. Cho nên cái việc mà giao lưu giữa hai bên nó rất là cản trở. Cuộc sống hàng ngày là phải đi lại, đón con, đón cháu, rồi đi chợ, đi búa, rồi thì là những cái vấn đề khác, nhiều vấn đề. Cho nên là dân coi như là thấy cái việc mà xây cái bức tường rào lên là nó bất cập. Nếu là họ lý giải để xây dựng bức tường lên bảo vệ dự án thì tôi cho không hợp lý. Vì cái đoạn đường này là làm thi công xong lâu rồi, mà dân cư đi lại cũng rất lâu rồi. Thế bây giờ người ta bảo xây dựng bức tường lên để chống lấn chiếm thì theo tôi không có gì để mà lấn chiếm được. Theo điều 47 luật giao thông đường bộ 2008 thì đơn vị thi công công trình trên đường bộ đang khai thác phải thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Lãnh đạo phường Định Công cho biết đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư trước mắt chỉ tháo dỡ riêng khoảng 10 mét rào chắn đoạn giao cắt giữa khu đô thị và dự án để tạo điều kiện cho người dân lưu thông. Thế nhưng vẫn chưa có phản hồi từ nhà đầu tư. Qua kiểm tra thì chúng tôi cũng yêu cầu chủ đầu tư là phải cung cấp đầy đủ các cái hồ sơ pháp lý cũng như là các cái phương án thi công của đơn vị thi công. Nhưng tuy nhiên tại cái buổi kiểm tra thì chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công cũng chưa cung cấp được bất cứ một cái giấy tờ gì liên quan đến việc thi công của dự án. Thế thì chúng tôi cũng yêu cầu và có các cái văn bản yêu cầu dự án và đơn vị thi công là dừng lại để tiếp tục thực hiện các cái bước theo quy trình. Theo lãnh đạo phường Định Công, dự án đường vành đai 2,5 qua địa bàn phường đã bị chậm tiến độ nhiều năm. Hiện mặt bằng đã được cơ bản giải phóng xong hết. Việc dự án được triển khai trở lại là điều mà cả người dân và chính quyền đều rất mong mỏi. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư cần chủ động cung cấp hồ sơ pháp lý cũng như biện pháp triển khai cho chính quyền để làm sao không ảnh hưởng tới đi lại và đời sống của hàng nghìn hộ dân.